Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về sự cố đứt cáp ngầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Liên quan đến sự cố đứt 4 bó cáp ngầm tại nhịp chính cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Vừa qua thì Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị chủ đầu tư rà soát nhà thầu và xem xét dừng thanh toán hợp đồng trong thời gian tìm hiểu nguyên nhân. Theo như Sở Giao thông Vận tải thành phố thì sự cố đứt cáp ngầm cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đã xảy ra ở khu vực bên dưới nhịp chính, nơi có hạng mục cống hộp 2m x 2m thuộc hệ thống thoát nước của dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Trong thời gian chờ giám định, điều tra nguyên nhân thì Sở Giao thông Vận tải thành phố đã đề nghị chủ đầu tư rà soát các nhà thầu có liên quan đến sự cố, đơn vị thi công cũng như là tư vấn giám sát và các đơn vị tham gia thực hiện các hạng mục thuộc dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, xem xét tạm dừng công tác thanh toán hợp đồng đối với các nhà thầu này để đảm bảo việc xử lý, khắc phục khi xác định được nguyên nhân cũng như là trách nhiệm của các bên. Trong báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố thì Sở Giao thông Vận tải thành phố đã cho biết công trình cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đã được Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ bàn giao cho Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông để thực hiện dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, bao gồm đường vào cầu vượt và đường dưới dạ cầu vượt. Đơn vị thi công là Liên danh Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn. Tư vấn giám sát thi công là Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn. Nhằm giải quyết sự cố đứt 4 bó cáp ngầm ở cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh thì Sở Giao thông Vận tải thành phố đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập tổ điều tra sự cố công trình để giám định nguyên nhân. Căn cứ vào kết quả điều tra sẽ xác định được thiệt hại, trách nhiệm của các bên liên quan và tổ chức thực hiện khắc phục. Để đảm bảo an toàn thì từ ngày 29 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã có thông báo cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh để cơ quan chức năng gia cố cũng như là đánh giá nguyên nhân và lên phương án khắc phục. Liên quan đến sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bị đứt cáp ngầm nhịp chính, vừa qua thì cơ quan chức năng đã khảo sát cũng như là đo đạc các thông số chính như là chắc dọc, độ võng nhịp dầm chính, khe hở giữa các nhịp dầm chính. Báo cáo sau cuộc khảo sát cho thấy tổng độ võng của cầu lớn hơn nhiều so với mức cho phép. Chuyển vị ngang của nhịp dầm chính cũng đã gấp đôi mức cho phép. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là vị trí nhịp dầm chính của cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đã bị võng xuống. Và phần mặt đường có thể nhìn bằng mắt thường thì cũng đã thấy nhịp dầm chính này bị võng xuống rất là nhiều. Độ võng cũng như là chuyển vị cầu đã vượt mức cho phép. Theo như kết quả đo đạc được thì Ban Giao thông nhận thấy độ võng lớn nhất tại nhịp dầm chính cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh theo hướng từ cầu Sài Gòn đi quận 1. Vị trí bên biên phải đã võng 22,2cm và vị trí tim cầu thì võng 17,4cm, vị trí biên trái thì võng 18,6cm. Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh được xây dựng và hoàn thành vào năm 2002 và đã được khai thác 20 năm qua và đã trải qua kỳ duy tu, sửa chữa gần đây nhất là vào năm 2017. Và vừa qua trong năm 2020 thì tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng đã hoàn thiện xong việc sửa chữa nâng cấp. Đến nay thì tổng độ võng từ 17,4cm đến 22,2cm là lớn hơn rất nhiều so với độ võng cho phép. Với độ võng nêu trên, theo sơ đồ tính toán phần tử hữu hạn thì chuyển vị ngang tương ứng là 7,2cm, đã vượt quá chuyển vị cho phép là 3,8cm. Ngoài ra thì khe hở giữa đầu nhịp chính và đầu nhịp dầm kế bên cũng đã hở ra rất nhiều. Kết quả đo đạc của Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật Đường bộ tại báo cáo Sở Giao thông Vận tải vào ngày 20 tháng 9 thì đầu dầm nhịp chính và nhịp cầu bản gần kề đã tách ra khỏi gối cầu. Tại buổi khảo sát vào ngày 28 tháng 9 thì các bên chưa thể nhận định được do chưa thể chuẩn bị kịp dàn giáo để trèo lên quan sát cũng như là đo đạc và đánh giá. Tuy nhiên thì Ban Giao thông đã đề xuất dùng cáp giữ ứng lực tạm để căng giữ hai bệ trụ nhịp chính cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Theo như Ban Giao thông thì nhằm hạn chế cũng như là giữ cho kết cấu công trình không chuyển vị theo hướng bất lợi, khó lường. Sau khi xem xét phương án đề xuất của tư vấn giám sát thì Ban Giao thông đã đề xuất dùng các cáp giữ ứng lực tạm để căng giữ hai bệ trụ của nhịp chính cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Đồng thời thì sẽ dùng hệ dàn giáo định hình chống đỡ nhịp chính đặt trên mặt đường bê tông nhựa hiện hữu sau khi đã được giải các tấm tôn để phân bố lực lên mặt đường. Bên cạnh đó thì cũng sẽ theo dõi chuyển vị hệ dầm, khung chống sau khi đã chống đỡ nhịp cầu chính. Trong thời gian thực hiện căng cáp tạm và chống đỡ nhịp dầm để giữ hạn chế chuyển vị theo hướng bất lợi,
Ban Giao thông sẽ tổ chức cùng với tư vấn, đơn vị khảo sát và phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát, hoàn chỉnh phương án thẩm định, phê duyệt và thi công khôi phục kết cấu công trình. Tiến độ kế hoạch dự kiến tổ chức thực hiện là tổng cộng 45 ngày, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thì 10 ngày tổ chức giao thông theo phương án cấm người và các phương tiện qua cầu và dưới dạ cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Giai đoạn này thì sẽ thi công khoan lỗ, lắp đặt hệ thép hình giữ neo cáp tạm, thi công lắp đặt cáp cũng như là căng kéo cáp tạm, lắp dựng hệ thống dàn giáo chống đỡ hệ nhịp dầm chính. Giai đoạn 2 thì sẽ khôi phục hệ thống cáp cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh trong vòng 35 ngày. Công tác chuẩn bị thì sẽ được thu thập tài liệu, hồ sơ, đo đạc kiểm tra và đánh giá. Sau đó thì sẽ lập phương án sửa chữa chi tiết. Tiếp theo là sẽ tổ chức thi công khôi phục, đào đất phía sau hai bệ trụ của nhịp chính, khoan cấy thép vào bệ trụ, lắp cốt thép, đổ bê tông và mở rộng bệ trụ để bố trí ụ, neo cáp chính. Chờ bê tông đủ cường lực thì sẽ thi công lắp đặt cáp và căng kéo cáp chính. Như quý vị và các bạn đã biết thì cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Cầu thì có tổng chiều dài là 618,29m, bề rộng toàn cầu là 12,7m. Cầu được xây dựng vào năm 2001, trụ cầu nhịp chính dài 55,5m, dạng chân xiên bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực đặt trên hệ cọc khoan nhồi. Về cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh thì sau quá trình hoàn thành xong việc nâng cấp cũng như là cải tạo đường Nguyễn Hữu Cảnh, thì khi lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh thì mặt đường đã bị võng từ rất lâu, chứng tỏ là các bó cáp giữ ứng lực cho nhịp cầu chính của cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đã bị đứt từ rất lâu rồi. Tới nay thì khi đến thời gian duy tu, bảo trì thì mới phát hiện ra sự cố đứt cáp của cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Hy vọng thì cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh sẽ sớm được khắc phục và sửa chữa để cầu có thể đưa vào hoạt động trở lại, giúp cho người dân cũng như là các phương tiện dễ dàng di chuyển khi lưu thông qua khu vực này. Video cập nhật về tình hình của sự cố đứt cáp cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.